logo bằng vàng nguyên khối đính ba viên kim cương thiên nhiên, logo vương miện biểu trưng của sự cao quý, quyền lực và sự sang trọng của một cái sự đẳng cấp. Ngoài lại da cá sấu đặc biệt, và con này là thuộc dạng cá sấu độc bản. Ví dụ như mình xỏ trong thì nó giữ lại cái phần dư á, nó không bị lộ ra ngoài. Đó là cách để chơi mặt hai mặt da, hai mặt da. Vâng, Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Và hôm nay tiếp tục clip review, Kỳ Lân xin được phép giới thiệu với tất cả quý khách sản phẩm cũng như dịch vụ của Kỳ Lân Luxury. Đó chính là một cái ví cầm tay. Một cái ví cầm tay mà Kỳ Lân rất là tâm đắc. Tuy nhiên sẽ còn nhiều phiên bản hấp dẫn nữa. Và những phiên bản này sẽ phục vụ tối ưu hóa việc phục vụ cho nhu cầu của người sử dụng. Đây là một cái ví cầm tay da màu hồng ruốc và logo bằng vàng nguyên khối đính ba viên kim cương thiên nhiên, logo vương miện biểu trưng của sự cao quý, quyền lực và sự sang trọng của một cái sự đẳng cấp. Và bên trong thì thiết kế hai ngăn chứa đựng hai cái điện thoại smartphone. Và hiện tại là cây bút này Kỳ Lân đang xỏ vào đây. Và sắp tới một phiên bản nữa sẽ ra là nguyên một cái ô xỏ đựng riêng cho cây bút và chừa được cái logo ra ngoài luôn. Phiên bản này là phiên bản 1 và phiên bản 2 sẽ hoành tráng hơn phiên bản 1 nữa. Hoặc là quý khách nào có nhu cầu những cái option theo yêu cầu, tức là phục vụ chức năng theo yêu cầu, phục vụ những cái nhu cầu sử dụng riêng của mình, thì Kỳ Lân sẽ đồng hành và thiết kế như ý mong muốn của quý khách. Và bên hông đây thì đựng được tiền, giấy tờ, hai ngăn đựng tiền hoặc giấy tờ lận. Và đây là thẻ ATM nè, bằng lái chứng minh vân vân. Và đặc biệt như bao sản phẩm khác, tất cả bên trong được làm bằng da cá mập. Ngoài lại da cá sấu đặc biệt, và con này là thuộc dạng cá sấu độc bản. Chắc hẳn quý khách đã nhận ra đi kèm với bộ này là cái nón nè, cái túi clutch. Và bên trong cũng là da cá mập. Và dây thắt lưng. Bên trong là da cá mập. Da cá mập bên trong này Kỳ Lân chọn màu đô. Còn cái túi này Kỳ Lân chọn da cá mập màu bảy màu xanh đen, xanh tím. Và dây thắt lưng này đeo được hai mặt nha. Hôm nay Kỳ Lân đeo giặt mặt cái màu hồng ruốc cá sấu này, nhưng mà ngày mai Kỳ Lân không thích, thích phong cách khác, thì Kỳ Lân sẽ lật ngược lại cái da thì sẽ ra màu đô của da cá mập. Vì sao được như vậy? Bởi vì cái mặt thắt lưng này Kỳ Lân thiết kế riêng cho nó. Và mình chỉ việc là tháo hai con ốc này ra, lật cái mặt dây là ok. Và khi cái đầu dư còn lại mình xỏ màu trong. Cho nên ví dụ như bây giờ mình xỏ màu trong cái đường màu hồng này, màu hồng ruốc này, thì một thời gian nó sẽ cong vậy. Thì khi mình lật ra, nếu như xỏ ngoài nó ngược lại nó sẽ bị dinh ra. Nhưng mà mình xỏ trong, ví dụ như mình xỏ trong thì nó giữ lại cái phần dư á, nó không bị lộ ra ngoài. Đó là cách để chơi mặt hai mặt da, hai mặt da. Rồi đối với cái ấp lưng, cái ví cầm tay này, thì bên trong Kỳ Lân chọn da cá mập giống như cái túi kia. Và tương tự cái nón, đây cái nón đây Kỳ Lân chọn bên trong là màu bảy màu, nó ngả về màu xanh nhiều hơn. Đó, logo bằng vàng nguyên khối đính ba viên kim cương. Logo không là mấy chỉ vàng đó, logo này nè. Còn logo này thì trọng lượng thấp hơn. Logo này cũng to. Rồi Kỳ Lân thử nha, để Kỳ Lân đi vào đây Kỳ Lân thử. Đó, mình muốn bỏ hai cái Virtu hết cũng được. Cái bút có logo Virtu cảm ứng đẳng cấp nhất của Virtu bây giờ, Virtu ATV. Hoặc là mình có thể bỏ luôn cái iPhone này vào cũng được, luôn màu da cũng được. Hoặc là mình có thể bỏ cái Samsung S22 Ultra này vào cũng được. Vâng, và như vậy là Kỳ Lân đã giới thiệu sơ bộ về bộ này. Và bộ này còn rất nhiều túi clutch có rồi, chỉ còn hiện tại Kỳ Lân đang hoàn thiện là đôi giày, đôi dép,
túi sách to, túi đựng laptop và bộ đánh gốc cực kỳ đẳng cấp và áo khoác nữa. Và clip đó sẽ xuất hiện gần đây, không xa đâu. Chuẩn bị tới rồi. Vì vậy, hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe kênh YouTube này, đăng ký theo dõi cái trang fanpage này để mà cập nhật những cái video đó nha. Và mọi thông tin chi tiết thì xin mời quý khách truy cập trực tiếp vào website Kỳ Lân Luxury, kylanluxury.com. Hotline 0901 247 247, và hotline này cũng là số Zalo luôn. Kỳ Lân sẽ phục vụ quý khách tất cả những yêu cầu, những nhu cầu phục vụ cho công dụng, công năng mà quý khách cần thiết. Một lần nữa Kỳ Lân cảm ơn rất nhiều quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem clip của Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury, kylanluxury.com.